Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Công an Quảng Bình khởi tố 13 bị can liên quan đến hai nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua ứng dụng Zalo nỗ lực hợp tác xây dựng phát triển hòa tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quyết định số 30 ngày 6 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về thi hành chương 7, chương 8 điều lệ đề Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy. Về phía Ủy ban kiểm tra Trung ương, có đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kịp thời triển khai quản triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh ủy Quảng Bình và tổ chức thực hiện cầu hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng chủ động xây dựng chương trình kiểm tra toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giảm sát hàng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc cả cuộc kiểm tra, giảm sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Ủy ban kiểm tra cả cấp đã tổ chức thực hiện thương đổi toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát theo quy định của tiêu lệ đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao Công tác kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung vào nhiều lĩnh vực, nơi khó khăn, phức tạp, những vụ việc bức xúc công tác giám sát ngày càng được mở rộng, đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được quan tâm đẩy mạnh. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm minh đúng nguyên tắc thủ tục thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc công khai kết luận kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được góp phần giáo dục, răn đe, hạn chế vi phạm được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra ba cấp đã kiểm tra 94 tổ chức đảng và 279 đảng viên khi cầu dầu hiệu vi phạm. Trong đó có 14 cấp ủy viên cả cấp. Cả cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra cả cấp đảm bảo đúng quy trình, thời gian, lựa chọn đúng nội dung, đối tượng, xem xét, xử lý các vụ việc bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình đạt lý. Các vụ việc Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy giải quyết được dư luận đồng tình đánh giá cao. Vì thế, tác dụng của kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên. Các vụ việc đã xử lý kỷ luật thì khiếu nại về mức kỷ luật chiếm rất thấp. Cả nhiệm kỳ chỉ có 7 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng trong tổng số 1.720 đảng viên bị thi hành kỷ luật chiếm 0,4%. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phần đầu của cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra cả cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời cũng thẳng thẳng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả cấp ủy đảng cán bộ đảng viên trong công tác kiểm tra giám sát của đảng khẳng định quyết tâm của đảng bộ trong việc xây dựng và chỉnh đốn đảng cấp ủy cả cấp nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tổ công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng theo chức năng nhiệm vụ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra cả cấp cần tích cực chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng thực hiện tổ chức năng tham mưu giúp cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác cán bộ cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới dịp này nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua nhiệm kỳ 2015 2020 được Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình khen thưởng. Chiều nay ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm. Đến sư có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tình hình hoạt động của tội phạm đánh bạc dưới hình thức cả độ bóng đá, ghi sổ lô sổ đề diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, xác lập các chuyên án đấu tranh quyết liệt với loài tội phạm này. Theo đó, công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án 039 TN để tổ chức đấu tranh với các đối tượng này. Sau hơn hai tháng điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ các đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc phương thức thủ đoàn hoạt động phạm tội ngày 21 tháng 9 năm 2020 ban chuyên án đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sáu đối tượng đồng thời triệu tập đấu tranh với 30 đối tượng liên quan thu giữ bốn số thiết kiệm trị giá 1,3 tỷ đồng 195 triệu đồng tiền mặt một xe ô tô hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch đánh bạc là hơn một ngàn tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã đấu tranh khám phá thành công chuyên án 039 TN. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để đột xuất bất ngờ. Trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, gần nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là trong triển khai các dự án kinh tế động lực trong điểm của tỉnh tham gia giải quyết tốt các vấn đề khó khăn về kinh tế, thất nghiệp do đại dịch Covid-19 gây ra và tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả được cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen, đánh bạc, tội phạm và các hành vi vi phạm về sử dụng vũ khí và liệu nổ Công cụ hỗ trợ và phạo. Đối với chuyên án 039 TN, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu công an tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng, điều tra mở rộng chuyên án với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân, toàn nhân dân khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng phạm tội theo đúng quy định nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Biểu dương những thành tích và chiến công trong công tác đấu tranh, khám phá thành công chuyên án 039 TN. Đồng chí Vũ Đại Thắng Bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp trao thư khen cho công an tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trương Công Thuật, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng cho các thành viên của ban chuyên án 039 TN. Nhiều tập thể cá nhân cũng đã được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân. Chiều nay ngày 23 tháng 9, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền thời gian qua triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng tiểu ban tuyên truyền chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng tiểu ban tuyên truyền. Thực hiện kế hoạch số 01 kh TBTT về tuyên truyền đại hội đảng bộ cả cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thời gian qua, Bảo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã tập trung triển khai tuyên truyền liên tục trên các sổ bảo in và bảo điện tử, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình, tuyên truyền thành công đại hội cấp cơ sở hướng tới đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 17 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Bảo Quảng Bình đã dành dung lượng lớn để tuyên truyền đầm nét cả trước trong và sau đại hội đảng cấp trên cơ sở với trên 300 tin bài ảnh. Bảo Quảng Bình điện tử đã mở chuyên mục góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trên đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 để tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và cả tầng lớp nhân dân vào báo cáo chính trị trên đại hội. Đại phát thanh truyền hình Quảng Bình đã phát sóng trên 120 tinh, 32 phòng sự phát thanh và trên 280 tinh phòng sự phim tài liệu, chuyên mục, chuyên đề, tuyên truyền về đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở văn hóa và thể thao ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền cổ đồng trực quan được các địa phương, cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm triển khai đồng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền từ nay đến đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thắng nhấn mạnh về những kết quả nổi bật của công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thắng lưu ý Ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đồng thời hoàn thành việc in ấn, xuất bản 1 cuốn ấn phẩm, Quảng Bình sầu ẩn 5 năm một nhiệm kỳ. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để thẩm định, duyệt nội dung, chương trình nghệ thuật, ca mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát kế hoạch của tiểu ban tuyên truyền để đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời sâu rộng, hiệu quả các hoạt động diễn ra trước trong và sau đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Sở Văn hóa và Thể thao tập trung chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền cổ đồng trực quan thống nhất trong toàn tỉnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các thành viên tiểu ban tuyên truyền theo lĩnh vực nhiệm vụ được phân công để chủ động triển khai công việc đạt hiệu quả cao nhất. Chiều nay ngày 23 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 19 công trình dự án đầu tư công, trong đó có 3 dự án sử dụng vốn của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và 16 dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, Tổng kế hoạch vốn đã bổ trí cho cả dự án đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 là trên 822 tỷ đồng. Sự kiện tỷ lệ giải ngân cả nguồn vốn đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 là 32%. Sở Tài nguyên Môi trường được giao thực hiện dự án xây dựng củng cố đê ke chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đông Hới, có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng, được thực hiện trong 5 năm đến ngày 22 tháng 9, tổng kinh phí đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 là 14,9 tỷ đồng, đạt 51%. Hiện nay, việc thực hiện dự án này đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc cấp phép thi công trong hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quốc lộ 1A liên quan đến nhiều tổ chức và thủ tục pháp lý phức tạp nên đến nay vẫn chưa được cấp phép. Mặc dù gặp những khó khăn này, song phía Sở Tài nguyên Môi trường đưa ra quyết tâm đến 31 tháng 12 năm 2020 sẽ thi công hoàn thành toàn bộ công trình giai đoạn 1 và giải ngân hệ số vốn được bổ trí đạt tỷ lệ 100%. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong nhấn mạnh, tiến độ thi công cả dự án chậm và kết quả giải ngân đạt thấp so với kế hoạch và yêu cầu đặt ra. Vì vậy, các ban quản lý dự án của các sở trực hết phải chủ động trong việc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn được cấp theo đúng kế hoạch. Trong đó chú ý tập trung ra soát, làm rõ nguyên nhân tiến độ thi công chậm để có giải pháp hữu hiệu đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân cả dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng giao cho Sở Tài chính, Kế hoạch đầu tư, cả đơn vị liên quan tham mưu xử lý nguồn vốn được cấp có khả năng không giải ngân được theo kế hoạch được giao. Hôm qua ngày 22 tháng 9, Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề đề kiện toàn công tác cán bộ và thông qua một số nội dung quan trọng. Ông Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Ba Đồn đã đến dự. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 đã miễn nhiệm một số chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đôn khóa 19 đã biểu quyết thông qua các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn, đó là: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hoa giai đoạn 2, dự án phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long giai đoạn 2, dự án phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc tổ dân phố Minh Lợi và tổ dân phố Minh Phượng phường phương Quảng Thọ giai đoạn 1, dự án phát triển quỹ đất tổ dân phố 8 phường Quảng Phong, dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng sáu phòng học tại trường tiểu học số 1 Quảng Hòa. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2020, địa điểm buổi sáng tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, buổi chiều tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa. Đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Mạnh Cương, ông Nguyễn Văn Man, bà Cao Thị Giang. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020 địa điểm buổi sáng tại hội trường ủy ban nhân dân phường Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, buổi chiều tại hội trường ủy ban nhân dân xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch. Đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Mạnh Cương, ông Nguyễn Văn Man, bà Cao Thị Giang. Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020, địa điểm buổi sáng tại hội trường ủy ban nhân dân xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, buổi chiều tại hội trường ủy ban nhân dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Đại biểu tiếp xúc ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Ngọc Phương. Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020, địa điểm buổi sáng tại trung tâm văn hóa xã Bảo Ninh, thành phố Đông Hới, buổi chiều tại hội trường ủy ban nhân dân xã Văn Trạch, huyện bố Trạch. Đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Văn Minh, ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Ngọc Phương. Thời gian làm việc buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Công an Quảng Bình khởi tố 13 bị can liên quan đến hai nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua ứng dụng Zalo. nỗ lực hợp tác xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trước đó, công an tỉnh Quảng Bình xác định đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, đánh bạc với các thư ký đê và con bạc bằng hình thức chuyển bảng đê thông qua ứng dụng Zalo và nhắn tin viễn thông. Ngày 11 tháng 9, Nguyễn Anh Tuấn đã đánh bạc với 11 đối tượng khác dự vào kết quả mở thưởng của sổ số, số, kiến thiết Ninh Thuận với tổng số tiền gần 39 triệu đồng. Liên quan đến nhóm đánh bạc do Võ Thị Hạnh, sinh năm 1980, trụ tài số 5 Ngô Quyên, phương Đông Phú, thành phố Đông Hới, cầm đầu. Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định được hành vi đánh bạc của Võ Thị Hành với 6 thư ký đê tại thành phố Đông Hới, dựa vào kết quả mở thưởng của sổ số, số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận ngày 11 tháng 9 với tổng số tiền hơn 21 triệu đồng. Thực hiện các chỉ thi nghị quyết của chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội được những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, Cục Thống kê Quảng Bình đã thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với phương pháp điều tra trực tuyến, các doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ website thống kê doanh nghiệp gso gov vn Nội dung điều tra bao gồm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đánh giá hiệu quả các giải pháp của chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh COVID-19. Thông tin chuyên đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dự kiến kết quả của cuộc điều tra sẽ được công bố vào cuối tháng 9 năm 2020. Những năm gần đây, nhiều hồ dân ở huyện Minh Hòa đã tích cực cải tạo vườn đôi để trồng các loài cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Hiện nay toàn huyện có hơn 130 hecta cây ăn quả và 600 hecta rừng. Sự kiện một hecta đất đôi trong cây lâm nghiệp sẽ cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng một chu kỳ một cây từ 5 đến 8 năm tuổi. Cây ăn quả có mũi cho thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng một năm. Ngoài hiệu quả kinh tế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất đôi còn có phân phủ xanh đất trồng đôi trọc và bảo vệ môi trường sinh thái. Hôm nay ngày 23 tháng 9, lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Bình, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đi tham quan các mô hình điện gió tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã đến tham quan tìm hiểu nhà máy điện gió Hưởng Linh 1 và 2 ở xã Hưởng Linh, huyện Hưởng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hai nhà máy này có tổng số 30 tu binh, với tổng công suất lắp đặt là 60 MW. Đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị khai thác nguồn tài nguyên gió để biến thành nguồn năng lượng điện sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Sau 3 năm đi vào hoạt động, người dân nơi đây rất phấn khởi bởi dự án không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Hương Hóa và của tỉnh Quảng Trị mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong vùng. Đường xã và cơ sở hạ tầng cũng được quan tâm đầu tư, môi trường được đảm bảo. Công ty cổ phần điện gió BVT vừa khởi công dự án cùng trang trại điện gió BVT tại Quảng Bình. Đây là cùng trang trại điện gió trên đất liền có quy mô công suất lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Dự án có tổng công suất 210 MW, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 7.000 tỷ đồng, tại địa bàn hai huyền Quảng Ninh và Lệ Thủy. Dự kiến, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 và quý 3 năm 2021. Việc tìm hiểu thực tế mô hình điện gió tại Quảng Trì lần này sẽ giúp các địa phương ở tỉnh Quảng Bình, nơi chuẩn bị xây dựng các trang trại điện gió, thấy rõ lợi ích của việc đầu tư xây dựng dự án điện gió đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã đi trước đón đầu cơ hội để phát triển, để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2015-2020 về viễn thông và công nghệ thông tin, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chính quyền điện tử. Nhiều chương trình dự án đề án về phát triển viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được triển khai thực hiện đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Quảng Bình. Ngay sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông làm cơ quan đầu mối phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác. Về phía tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giao cho VNPT Quảng Bình triển khai toàn diện cả hạng mục hợp tác. Sở Thông tin thông cũng đã tham mưu ban tỉnh là đã làm làm việc đề nghị là tập đoàn VMPT là quan tâm hỗ trợ một số cái giải pháp đặc biệt đó là cái việc là hiện đại và đồng bộ hệ thống cáp quang internet tốc độ cao đến tất cả các cái xã các cái khu vực trong tỉnh để phục vụ là cái việc xây dựng chính quyền điện tử năm 2016 tỉnh Quảng Bình đã đưa hệ thống một cửa điện tử vào sử dụng tại trung tâm một cửa liên thông thành phố Đông Hới Đến nay, hệ thống đã được triển khai đến 100% các huyện thị xã thành phố và 100% xã phương thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau khi chính phủ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia kết nối các bộ ngành và chính quyền địa phương, VNPT Quảng Bình đã hỗ trợ thực hiện việc kết nối trên 10 dịch vụ công trực tuyến với cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong giai đoạn 2015-2020, VNPT Quảng Bình là doanh nghiệp viễn thông duy nhất trên địa bàn tỉnh xây dựng hạ tầng Internet tại 100% xã phương thị trấn của tỉnh Quảng Bình đơn vị đã đầu tư 414 tỷ đồng để triển khai 438 dự án, xây dựng 184 trạm viễn thông, 540 trạm BTS, 2G, 3G, 4G. Vùng phụ sóng mang Vinaphone đạt khoảng 90% diện tích toàn tỉnh. Cùng với đó, trung tâm điều hành thông minh được đặt tại Sở Thông tin Truyền thông cũng đã được VNPT Quảng Bình trang bị đầy đủ các hạng mục quan trọng. Về cái mạng lưới hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin thì à, trong thời gian qua thì chúng tôi đã tăng cường đầu tư theo hướng là à, hiện đại à, đồng bộ à, từ thành thị đến nông thôn đến các vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo chúng tôi cũng đã tập trung phát triển các cái dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao và à, xây dựng các cái giải pháp tin học hóa phục vụ cho chính quyền và doanh nghiệp trong thời gian tới là chúng tôi cũng rất mong muốn là tiếp tục được là hợp tác và được cung cấp và các dịch vụ về số cũng như các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin cho chính quyền và nhân dân ở trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giới thiệu cho tỉnh Quảng Bình nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với thực tiễn. Kết quả mà thỏa thuận hợp tác mang lại đã tạo điều kiện cho các sở ban ngành của tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho cải cách hành chính, nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền. Trong triển khai 5 năm vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng là những cái nội dung được kỳ kết ghi nhớ và cái, cái hợp tác ấy, giữa tập đoàn viễn thông Việt Nam với tỉnh Quảng Bình đều đạt được những cái kết quả như đã đặt ra mà hai bên đã đã đã, đã cam kết trao đổi với nhau thì đấy là cái rất tốt mà cái nội dung rất khá phong phú tạo được cái nền tảng uh, viễn thông cũng như là uh, các cái sản phẩm khác của viễn thông và công nghệ thông tin cho tỉnh để uh, thực hiện vượt uh, qua uh, là thực hiện một số cái nội dung trên bàn tỉnh ta rất tốt và rất mong muốn uh, tiếp tục cái hợp tác này. Uh, bởi lẽ là đây sự bắt gặp của uh, chủ trương của tỉnh đấy là cũng đẩy nhanh cái chính quyền điện tử, thì công nghệ đô thị thông minh và uh, kể cả cái cái, cái, cái xây dựng các cái, cái dự điều trên nền tảng số, chúng tôi mong muốn rằng là tập đoàn viễn uh, thông Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh tiếp tục ký kết hợp tác một cách rất có hiệu quả thiết thực để mà mang lại cái, 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 hiệu quả trong thực tế phục vụ cho người dân doanh nghiệp cũng như đời sống xã hội về phục vụ kinh tế triển kinh tế xã hội trên địa bàn với tốt hơn những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Bình tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số trong giai đoạn 2020-2025 với vai trò là đối tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin theo các nội dung hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay chưa được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Sự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9. Khu vực thị trấn Đông Lê mây thay đổi, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và rông. Trong cơn đề phòng lốc xẹt và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông. Trong cơn đề phòng lốc xẹt và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đôn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ 65 đến 92%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi, đêm và chiều tối có lúc có mưa sao và rông. Trong sông đề phong lốc xoáy và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ 60 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ 66 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 92%. Khu vực thị trấn Quản Hau mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 92%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông. Trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 67 đến 94%. Sự báo thơ tiết biển có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và giỏ giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giỏ đông nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, bị bình thường. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 9, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, Giỏ tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%.